Bây giờ là 8 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2018 thì hiện tại đồ gỗ Tùng Tám vừa hoàn thiện lắp một bộ cuốn thư câu đối cho nhà bác Trọng ở chỗ khu công nghiệp Thị Vân, thành phố Việt Trì. Và chúng tôi vừa lắp hoàn thiện xong một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít. Nhà bác thì chúng tôi quay một video làm kỷ niệm cho nhà bác. Nhà bác có một phòng thờ rất là đẹp. Sập gỗ rồi thì sập thờ rất là đẹp. Quay đã, cái này chụp cái này có thể xem lưng hai ông bà. Thôi để xem cái con này. Đây là bác Trọng. Đấy. Đây là những bác Trọng. Đấy, rồi rồi cậu đứng nhé. Nó quay mặt ra cái. Quân thư câu đối. Mọi người mà ai có nhu cầu mà muốn sở hữu một bộ cuốn thư câu đối như này vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc truy cập website đogotungtam.com. Vâng, xin cảm ơn gia đình bác đã ủng hộ chúng tôi và chúc gia đình bác gặp nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé. Cảm ơn các bác.